Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Vinh xuất hiện tình trạng người ăn xin ngày càng nhiều, không chỉ gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị, hoạt động xin ăn tại các ngã ba, ngã tư giao nhau, có hệ thống đèn tín hiệu đang tiềm ẩn và gây nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm. Với những cái giờ mà cao điểm, như cái giờ đi làm về hay là những cái giờ mà phụ huynh đi đón con thì rất là phương tiện ở thành phố Vinh rất là lớn, và đặc biệt là qua các ngã ba ngã tư thì ăn xin vào những cái giờ đấy thì là gây tiềm ẩn cái an toàn giao thông, mất an toàn giao thông đối với người dân cũng như những cái người mà tham gia giao thông.